Rồi, ok. Đây là cái buổi quay cái clip cảnh thả đám tép Sula ở cái bể V3. Sula chân trắng ở bể V3. À, bạn có thể thấy mình đang để nó ở một cái bốc ở bên phải của bể. Ngâm nước cho nó quen với cái nhiệt độ của bể dần dần á. Tại vì cái phòng mình thì nó cũng hơi lạnh. Mặc dù mình có để sưởi nhưng mà mình đến biết sưởi nó có công hiệu không nữa. Nói thật là cái khoản này sờ tay vào bể thì thấy rất là lạnh, nhưng mà nó sẽ không lạnh bằng cái bể những cái bể khác ở trong bể trong đây, thế nên mình nghĩ là chắc là nó cũng có tác dụng của sưởi. À, đúng ra thì hôm nay chưa nên thả tép. Ừ, đúng ra thì như mình nói, tại vì cái bể này nó đang cấy tảo, bạn có thể thấy ở trên hình là một số chỗ nó màu xanh, một số chỗ nó màu nâu đó. Thì thường thì nên để là cho nó full nền và nó ổn định rêu tảo thì ăn thả. Ừ, đó là những bể mà bạn cần cái rêu tảo kỹ một tí để cho nó bền, cái bể nó bền rêu tảo á, và nó cung cấp một lượng thức ăn đầu vào cho tép tép ở thời điểm ban đầu nữa. Nhưng mà thật ra mình cấy cho vui thôi chứ mình cũng nói chung là đất tôi đất có nhu cầu. Ừ, nói thẳng là tôi đất có nhu cầu. Hôm nọ mình mua một ít tảo thì tiện thể mình cấy thì mình thử luôn cho vui thôi, chứ mình thật ra thì mình cũng không thích rêu tảo lắm. Ừ, nghe bà con kêu là đám Sula nó kén ăn thì mới cấy, chứ cấy cho vui thôi. Mình thì mình cũng đéo tin lắm cái chuyện một đứa nó sẽ chết đói và một đứa nó thà chết đói chứ nó không thèm ăn gì. Ừ, mình không tin lắm cái chuyện đấy. Nói chung thì thông số bể hiện tại ở thời điểm này nhá, là nó đang khá là không hợp lắm để thả tép. pH khoảng 7.6, TDS khoảng 215 và GH là GH nó lên, hôm nay GH mình đo lại lên 9. Ừ, thông số nó không thích hợp lắm, tức là nó không phải là thông số tối ưu. Ừ, để mà thả. Nhưng mà thật ra thì nó vẫn nằm ở cái khoảng thông số có thể thả được, vẫn có thể nuôi được. Còn tối ưu hay không thì mình thấy có vẻ không được tối ưu lắm, mình thấy GH hơi cao. pH hơi thấp. Thấy vậy thôi. Ừ, nhưng mà mình chưa nuôi dòng này thế nên mình cũng chẳng có kinh nghiệm lắm. Ừ, là đúng hay là sai hay là thông số bao nhiêu thì tốt nữa. Ừ, tại vì hôm qua tự dưng mình nổi hứng lên á, thế nên mình đặt Sula, ý mà nó hôm qua tự dưng mình có hứng thế nên mình đặt, và hôm nay anh bạn giao tới thì lấy thôi, chứ chứ không đứa nào chờ thêm 2 tuần nữa, đúng không? Mà mình cũng thấy mất mất thời gian cái khoản rêu quá, thôi mình cứ thả tép đi, rồi trong lúc mà nó nuôi tép thì nó cũng lên rêu từ từ. Ừ, mình thấy cũng không quan trọng, tại vì mình đã từng thả vài bể cái trường hợp mà vừa cấy rêu vừa nuôi rồi, mình cũng chẳng thấy vấn đề gì. Ừ, chỉ có một điểm là nó hơi làm thông số của bạn mất ổn định á. Ừ, cái rêu tại thì thường nó sẽ thêm một số cái gì đấy và nó làm hơi mất ổn định thông số bể của bạn, thế nên mình thấy có một số cái cặn cặn, mình tưởng là cái con gì trong bể nhưng mà thật ra không phải, hình như là nó dạng như là nước nó đang có một số vấn đề gì đấy á. Ok, nhưng mà như mình nói đó, mình cũng kệ. Ừ, tại vì với mình thì mình thấy Sula chân trắng là một trong những cái dòng Sula mà nó phổ cập quá rồi, nó rẻ và nó đơn giản lắm rồi, thế nên mình cũng chẳng ngại chuyện nó chết, cũng chẳng ngại chuyện nuôi không được. Chỉ còn cái là cái nước đầu vào của mình á, nước RO đầu vào của mình tự dưng bữa nay nó giảm từ cái hôm mà mình hôm đầu tiên là mình dùng thì mình thấy nó là 8.5, 8.5 đến 9, mà hôm nay mình cách đây một tuần chứ, cách đây một tuần thì chính xác hơn, cách đây một tuần tự nhiên mình đo lại thì mình thấy nó còn có 6.5 à. Đó, thì nếu mà mình đổ cái nước đấy vào bể này này thì nó sẽ nảy sinh tình trạng là lệch thông số pH rất là cao. Ừ, 6.5 mà bạn kéo thế nào, 6.5 thì cái bể này nó kéo được 7.5 là kịch. Ừ, không thể nào lên được 8.5 như cái thông số mà mình ban đầu mình muốn. Đó, thế này mình cũng bắt đầu hơi hơi thấy khó nuôi rồi. Tại vì nếu mà thông số nước nó chỉ được như vậy á, gần như bạn phải dùng muối GH cộng. Ừ, muối GH cộng để kéo, để nó tự kéo cái pH của bạn lên nữa. Và mình dùng muối GH cộng thì mình thấy nó phiền vãi lòn ra. Đó. Thế nên mình chốt lại là nếu trong trường hợp mà nuôi cái lứa này mà không được thì mình không nuôi nữa, tại vì cái điều kiện của mình nó không phù hợp để nuôi. Ừ, nước đầu vào của mình bây giờ nó còn 6.5 mà. Ờ, nó không phù hợp để nuôi Sula, thế nên mình thấy
Đó, thế nên và chưa kể là mình không có điều kiện dùng muối 8.5 nữa. Thế nên mình chốt lại là nếu một cái lứa này mình nuôi, đợt này mình mua khoảng chừng 50 con tép chân trắng. Nếu mà mình nuôi nó chết hết á thì ok, tôi không nuôi Sula nữa, tôi nuôi tép ong thôi cho nó lành. Tại vì thật ra cái phòng mình thì nó phù hợp nuôi tép ong hơn. Nói chung thì đúng ra thì nên để rêu tạo á nó xanh hết bể thì mình sẽ quay cái cảnh thả tép nó đẹp hơn. Nhưng mà từ cái thời điểm mà mình thấy nước của mình nó còn có nước đầu vào của mình á, nó sẽ còn có 6.5 á, thế nên mình có không mặn mà lắm với cái khoản này nữa. Tại vì mình cảm giác được là nếu mà cái thông số nước nó kém như vậy thì rất khó nuôi. Thế nên mình cũng thôi kệ đi, chẳng cần màu mè. Thả tép ong thì mình tự tin là gần như tất cả những người nuôi tép ong thì họ đều dùng một cái thông số gốc gần nhau, tương đương nhau, cho nên thả sẽ rất an toàn. Nhưng mà riêng cái đám tép chân trắng, Sula chân trắng này thì mình không tin lắm. Tại vì mình thấy người có người nuôi ở mức pH 7.5, có người nuôi ở pH 8.5 và họ nuôi đủ các loại thông số luôn. Đó, thế nên mình cũng không biết được cái người mà bán cho mình họ đang nuôi ở thông số nào để mình cố gắng đưa nó gần gần với cái thông số đấy. Tại họ nuôi đúng cái chân trắng thôi. Hồi nãy lúc mà mình nhận hàng mình có hỏi bạn đấy là ông có nuôi thêm một số dòng khác không, để hôm sau tôi có mua thì tôi mua con mình nó tệ. Thì anh ấy, thanh niên ấy kêu có một câu là không, mình chỉ nuôi loại này thôi. Tức là ở nguyên cái dòng Sula nhiều tép lắm luôn á, anh nuôi đúng dòng này thôi. Và mình cảm giác là có vẻ dòng này anh thấy anh nuôi dễ nhất nên là anh nuôi mỗi dòng này thôi. Dễ nhất và nó bán nó thông dụng á, nó rẻ nữa. Thì nó có chết thì nó cũng chẳng mất bao nhiêu tiền, mà nó có sống thì nó sống. Họ đã nuôi quá nhiều ở cái dòng này, họ có kinh nghiệm đó. Thế nên cuối cùng họ chốt lại là họ chỉ nuôi dòng này thôi. Tại thanh niên này kêu là mỗi ngày đi giao hàng ở Sài Gòn á, tức là ổng giống như là ổng cung cấp tép giống á, cho những cái tiệm ở Sài Gòn á, kêu là mỗi lần giao khoảng 500 cho tới 1.000 con tép ở Sài Gòn mà. Rồi bạn hình dung đi, nếu một người mà nuôi mà có thể giao được 500 tới 1.000 con tép ở một hạt giao á, thì tối thiểu phải nuôi 20 cho tới 50 bể thì mới có thể đáp ứng được cái số lượng giao kiểu đó. Chứ một bể một lứa thì cao lắm được 100 con tép thôi, đó là điều kiện mà nuôi nuôi tốt đó. Thế nên mình cũng không chắc được. Thanh niên đấy mẹ giao một lần 1.000 con tép thì anh nói cho vui hay là ảnh thiệt? Rồi, sau khi thật ra thì nãy giờ mình cũng bỏ vào đây chắc cũng nửa tiếng rồi. Và bây giờ mình sẽ quyết định là cắt bọc để thả tép. Không biết tại sao bà con cứ thích dùng cọng thun để mà cột mấy cái bọc này lại. Má mình thà là nó vừa dơ và nó vừa dễ bị gọi là thế nào nhỉ, vừa dơ và vừa dễ bị bay ra mấy cái cọng này và vãi lại á, nên mình rất là ghét. Nhưng mà đúng nghĩa là đúng là thật ra là không dùng thun thì đúng là cũng không biết dùng cái gì để mà buộc cái này thiệt. Thật sự luôn. Nói chung thì đây là buổi đầu tiên thả Sula cho nên mình quay cho vui thôi. Tiện tay thì mình sẽ lấy cái bút đo, mình đo cái thông số TDS của cái nước. Một cái thông số rất là nhanh để có thể đo được, để kiểm chứng luôn xem họ đang dùng ở TDS bao nhiêu. Họ đang nuôi ở TDS khoảng 200. Nó cũng khá gần với cái thông số của mình. Ban đầu mình dự kiến của mình, tức là dự kiến ban đầu của mình là TDS 200, GH 7 đến 8. Nhưng mà hôm nay GH của mình nó lên tới 9 rồi, hơi cao tí. Sau khi mà bạn mở nắp mà cho nước nó vào á, một số người họ sẽ có quan điểm là họ sẽ thả nước từ từ để cho tép và nó quen dần với cái thông số nước ở trong bể đó. Nhưng mà như mình nói đấy, phần lớn những người chơi họ sẽ cố gắng đưa cái thông số gốc ban đầu về giống nhau hết rồi,
Thế nên về cơ bản là hai cái nguồn nước, nước ở trong bọc mà tép đang sống á, và nước ở trong bể gần như là nó sẽ tương tự, thế nên gần như thả vào phá là được. Ừ, đó là trong trường hợp mà mình đã nói cái đám tép ong á. Rồi cái đám solar thì mình đéo biết là người ta đã, người bán cho mình đi ra chờ tí, mình đang ao, bị ao nét, mình sẽ lấy nét ở cái đoạn con này, tại vì mình vừa thấy có một con nó bay ra ngoài. Ừ, nó vừa, một con nó vừa bơi ra ngoài, thế nên mình cũng hơi khó để quay, nhưng mà mình hy vọng là anh em có thể nhìn được. Nước thì mình đang để cái sữa chạy ở 28 độ C. Nói chung á là mình cây cảnh tụi nó tự bơi ra ngoài để demo cho cái chuyện gọi là khi con tép nó thấy được cái thông số nó đang sống và thông số ở ngoài á hợp với nó thì nó sẽ tự bơi ra ngoài. Chứ thường thì mình không có chờ tụi nó tự bơi mà mình lấy tay á, mình đổ một cái ào cho tụi nó lao hết ra ngoài luôn cho nó nhanh. Ừ. Chứ chẳng ai rảnh rảnh háng đâu mà ngồi chờ cái đám này nó bơi ra ngoài hết. Đúng mát, tôi thả có mấy chục con thì tôi còn làm chuyện đấy được. Chứ tôi đang quay clip như vậy mà tôi chờ nó bơi ra hết, chắc nó nửa ngày rồi nó mới bơi ra hết và cái người bán là cho mình, họ cho mình một ít rêu, bạn có thể thấy một ít rêu đó, chắc mình để nó ở trong bể luôn, kệ nó đi. Ok, mình sẽ dời máy ra ngoài và mình đổ cái ao cho tụi nó ra ngoài hết cho nha. Để anh em đỡ mất công ngồi coi phiền hà. Có một con nó kẹt trong bịch. Nó hơi bọn tép này nó nhỏ quá, bạn hiểu không? Nó nhỏ tới mức độ mà đôi khi mình không chắc được là nó có kẹt ở trong bịch lại không. Mình phải soi bịch xem coi có con nào lạc ở trong bịch không, nhưng mà mình thấy có vẻ hết rồi. Ok, nói chung thì sau khi thả hết vào bể nó sẽ như vậy. Mình sẽ lấy nét ở giữa bể nhé, để cho nó sáng một tí. Rồi, mình sẽ out focus luôn cái đoạn này để cho anh em xem cho rõ. Ok, mình sẽ khóa nó lại. Rồi, bây giờ chờ mình tí, mình đi dục cái bịch rác. Điểm rất là vui mà mình luôn không biết bạn nào quan tâm không, đó là khi thả một dòng tép mới hoàn toàn á, cái cảm giác thả tép vào bể rất là vui. Ừ, ai à, mình thấy cái đoạn này vui lắm, mình sẽ quay cho anh em nhìn. Nhưng mà khoan, mình sẽ hút điếu thuốc đã. Mặc dù cái thông số bể nó rất là kém, pH giờ có 7.6, pH có 7.6 thôi, nhưng mà mình rêu tả thì cấy chưa xong nữa nè. Nhưng mà mình thấy chờ tí mình lấy nét. Chà, lấy nét hơi khó hả? Cái bạn này siêu khó lấy nét luôn. Mình thả vào thì mình thấy đám tép hình như nó cũng bắt đầu chạy ra bể và nó cào cào mấy cái cục rêu mà hình như mà mình cấy vào á. Nè. Cũng khá vui đấy. Cũng các anh ấy cũng có vẻ như là cũng cào cào các kiểu hoành tráng lắm chứ không phải là không cào tí nào đâu. Này, mấy cái rêu nó cũng có cào đấy nè, đó góc này. Ừ, nhìn nó cũng cào lia lịa các kiểu. Ô, và có thêm hai ba con nó đứng ở trên bio này. Ồ, hôm nay đủ má, hôm nay mình mới zoom lại, mình thấy bạn có thể thấy là cái lọc bio này rất là hợp cho sếp không. Con nào nó nhát á, nó sẽ chui vào trong cái khe bio và mình rất là thích cái lọc bio này. Tại vì cái bông lọc của nó thiết kế rất là hay, rất là hợp với cái cá nhân ý kiến của mình. Có hai con nó bám vào cái mặt kính của bả. Nó đang ăn mấy cái cọng rêu bám xanh xanh mà quẹt quẹt ở trên bả đó. Một số con khác có vẻ thoải mái hơn, chạy ra đù má mình. Bây giờ nó trốn đâu hết rồi?
thả nó sơ này, đất sơ này các bạn vui đấy. Mình bắt đầu thấy vui rồi này. Nè 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 đó. Không rõ là cái rêu này là rêu gì, nhưng mà mình thấy hình như có một số rêu tóc, hình như có một số rêu tóc bám vào. Có vẻ như cái góc này nè, cái góc mà đám 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 sula này nè, nó đứng ở trên ở chỗ mấy cái cục đá này nè, mình thấy có vẻ là giống, nhất là giống cái đám rất là giống cái đám mà bạn hay coi ở những cái clip, cái hình về sula đó. Sula nó sẽ đứng ở tép, đứng ở chỗ mấy cái tảng đá và tụi nó trèo trèo. Bản mình thì nó chưa cấy rêu xong, thế nên nó cũng chưa có rêu. Bám hết vào đá nhiều, nó chỉ bám một ít và xanh xanh đồng vàng được một tí ở chỗ một số cục đá thôi, được thấy không? Nó chưa có vào hết. Có một số con ở góc bể, phía sau của cái bio. Mình thì mình nói như mình nói đấy, mình chỉ bực, mình sợ nhất là cái vụ mà tụi nó chui vào trong cái cục sở như thế nào đó. Nhưng mà hiện tại thì không thấy con nào đi về phía đấy lắm. Chưa thấy con nào đi về phía đấy. Một số con thì lúc mà nó ra ngoài nó sẽ tự tự đi chạy ra cục đá, nó đi cái man này nè. Chờ tí nha, mình xem cái khoảng lấy nét của mình nè. Mình đúng là mình thấy lấy nét hơi hơi khó, và mình nghĩ là ai coi cái clip này sẽ cực kỳ khó coi, tại vì nó cái điện thoại này nó focus hơi khó. Phần lớn tép bây giờ thì nó vẫn đang đứng ở chỗ cái bụi rêu ban đầu mà lúc mà mình thả vào á, nè nó vẫn đứng ở chỗ cái bụi rêu này khá nhiều. Tạm thì mình chưa thấy có biểu hiện của con nào là nó có biểu hiện của việc mẹ lao lên mặt nước hoặc là thế nào, hay là sốc nước hay sốc bã gì. Mình không thấy đấm tép này nó có điều biểu hiện của việc đấy. Mình cũng không chắc được đây là biểu hiện bình thường của nó, hay là biểu hiện đặc trưng của bọn Sula là nó như vậy, hay là nó cái bể này nó cũng ổn để nuôi Sula. Mình không chắc lắm ở cái thông phần đấy, tại vì mình có kinh nghiệm ở cái đám ong hơn. Đám ong mà nó thả xuống mà nó như vậy này thì có nghĩa là ổn, nó không có đau lên mặt nước để mà nó cuống cuồng nó trốn khỏi bể thì ổn. Nhưng mà đám Sula thì mình cũng đéo hiểu là như vậy là ổn hay không ổn nữa. Mới nuôi mà. Nhưng mà thì nói chung mình sẽ chờ khoảng chừng 2 tuần nữa để xem tình huống. Nếu mà nó sống được thì tốt, nếu nó được thì chịu thôi. Mình tại vì cái điều kiện nước của mình bây giờ nó hơi sàm ke, tức là mình không tự tin lắm. Một số anh em thì còn kêu là họ xài, họ không xài khoáng tới 8.5 á, thì thỉnh thoảng tép còn tép chết nữa cơ. Thế nên mình thì đang không xài khoáng 8.5, thế nên mình không chắc ở cái khoản đó lắm. Mình không biết mình có nuôi được không. Hiện tại thì mình đang dùng khoáng Nutrafin, một khoáng chuyên cho tép ong thôi chứ không phải chuyên cho Sula. Nhìn ở đây thì thấy một số con nó cũng đảo miệng cào đất các kiểu, mẹ nhìn có vẻ hoành tráng lắm, nhưng mà mình không hiểu ở trong này có cái gì cho tụi nó ăn không, mà nó cũng cào cào có vẻ ra vẻ ghê lắm. Và cái lọc bio này nó làm những cái khe cắt ngang như vậy rất là sâu, tép hoàn toàn cao su đã để trốn. Nhưng mà nó mát, thà nó như vậy lúc mà bạn đi gọi là vệ sinh lọc bio thì siêu khó đó, tại vì nó trốn trong đấy xong mẹ mình không, anh không để ý, bạn cầm được một phát là bạn lôi mà đóng tép ra ngoài luôn đấy, nó cũng hơi căng đấy. Ok, mình sẽ cố gắng quay gần lại một xí để xem thế nào. Nó bạn đang đứng ở góc này nhiều hơn. Một số con nó chui ở dưới cục đá để nó trốn trốn nắng. Nói chung là cảm giác nó cũng là hơi lạ bể, nó cũng hơi ngáo ngáo. Một số con nó cũng hơi có vẻ hơi 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 hơi
hơi khó để quay, mình sẽ zoom lại, zoom hết cỡ. Đó. Góc này thì nhiều nhất tại vì tụi nó chưa xuống hết. Nói chung 50 con mình thấy nó hơi ít. Cái bạn này chắc phải thả 100 con thì may ra. Nhưng mà nói chung mới quá đó. Thế nên cũng không chắc lắm. Cái khoản thả số lượng lớn với lại một phần nước mình đang có vấn đề, mình cũng không muốn test ở điều kiện test mà test nhiều như vậy. Test khoảng 50 con là vừa. Ừ, bạn nuôi thử. Thường thì anh em hay nói là nuôi thử thì nuôi khoảng chừng 30 con. Khoảng 30 con. Tối thiểu là 20 con. Mình thì mình thích cái con số 50 hơn. Tại vì nó sẽ cho bạn một cái, nhiều cái giá trị để bạn có thể tham khảo được hơn so với chuyện nuôi 20 hay 30 con. Mình thích con số 50 hơn. Ừ, được rồi. Thôi nói chung là tạm thời thì nó như vậy. Thả vào thì bạn có thể thấy ở trên mặt nước không có con nào nó leo lên, nhưng mà mình như hình như đám tép này nó cũng không không thích leo lên mặt nước đâu, thích bơi, nó thích bám đá và nó chơi ở chỗ một số chỗ gì đấy thôi. Ê. Ok, mình thấy clip cũng 21 phút rồi, má thả tép không mà 21 phút lâu vậy đấy. Ừ thôi, thank you, bye bye.